Dạ. Tháng ông câu đó 49 dặm chân. Dạ. Có sao làm gì? 50 dặm chân, 51 rồi tất nhiên 52 bắt đầu là đại phát. 52 là tất nhiên đời thẳng thiếu sẽ là triệu phú. Dạ. Wow. Thì được cơ hội không có như, không có nhiều người được cơ hội đó mà Thiên cũng ráng giữ thể lực của mình cho nên là đã được cái này là cái bằng nhảy trực thăng. Thì trực thăng ở đây thì Thiên ngồi ngay ở chỗ này thưa quý vị. Máy chụp hình 3 chiều, nó gọi là 3 chiều đó, panel x-ray. Thì nó chụp luôn nguyên cái xương sọ của mình, nguyên cái sọ ở đầu sọ của mình. Nó chụp cái hàm của mình, cái chiều sâu, cái chiều sâu của cái hàm mình và chiều chiều rộng của cái hàm mình là bao nhiêu. Cái ghế này và những cái máy mới này nó có những cái motor này nó rất là hiện đại cho nên là nó đỡ đau cho bệnh nhân. Ly mà liều lắm. Ly mà liều đó. Ai được có nói Ly con kết ai cái là con kết tới bến luôn. Con không khi nào chịu thua hết nha. Mình lấy ấp, có không? Dạ, đúng. Đó. Em bây giờ xác nhận cho bao nhiêu điểm? Dạ, đúng. Nói bao nhiêu điểm? Bây giờ là chị nè, chị xác nhận là 8 điểm. Ồ, 8 điểm là 80% đó. Dạ. Dạ vâng, kính thưa quý vị khán giả, đây là chiếc xe gọi là AV Dental Mobile. Đó là cái văn phòng về nha khoa mà lưu động đó thưa quý vị. Cái ý tưởng này cũng ra là do từ trong lính ra, giống như những anh em ở trong lính như Navy thì là có những cái chiến hạm. Hay là ở trong bên không quân thì có những chiếc máy bay. Thì hay trong Army thì cũng có những cái chiếc xe truck rất là lớn. Thì những cái xe truck đó nó có những cái hospital ở trong. Có đầy đủ equipment hết luôn. Đồ những dụng cụ y khoa đều load lên trong cái xe đó hoặc là chiếc tàu đó. Cho nên là mình đi tới tiểu bang nào, nước nào trên thế giới cũng làm được. Hay quá. Thì cái ý tưởng lớn đó mình trở lại mình tạo thành một cái ý tưởng nhỏ để mà đem về để phục vụ cộng đồng. Thì cái máy này là cái máy mà nó sẽ chế ra những cái này cho mình. Thì nó cắt ra những cái thành phần về cái răng của mình như vậy. Thì tại chỗ luôn ha. Năm sinh của con. Đúng rồi. Rồi, đừng lo. Cảm ơn chú. Nhưng mà nãy giờ cho 9 điểm phải không? Dạ. Ok, nhưng mà con là sẽ thành công. Dạ. Ok. Trời, tối nay ngủ ngon rồi đó. Tiến Dũng xin kính chào quý vị khán giả đến với channel TD Media. Kính thưa quý vị, người ta thường nói cái răng, cái tóc là gốc con người. Và thưa quý vị, nói về hàm răng, nói về răng thì không chỉ là nó nói về cái chuyện mà chăm sóc sức khỏe mà thời buổi bây giờ thì đâu đó nó còn mang một cái tính thẩm mỹ nữa. Và cũng vậy, ngày hôm nay thì một người ông anh rất là dễ thương Tiến Dũng, đó là ông Trần Dần. Ông thì lớn tuổi rồi, thành ra là cái chuyện răng mà có vấn đề là chuyện rất là bình thường. Và hôm nay thì Tiến Dũng dẫn ông Trần Dần đến một cái nơi mà rất là thân với Tiến Dũng, đó là phòng nha khoa của anh Thiêm Đỗ. Thưa quý vị, khi nói về anh Thiêm Đỗ thì hẳn cộng đồng này cũng sẽ nhiều người biết về anh. Anh là một người Việt nhưng mà đã từng phục vụ ở trong quân đội Hoa Kỳ. Và sau khi xuất ngũ, anh đã ra ngoài cộng đồng cũng như anh đã từng phối hợp với các cựu quân nhân khác mà mở về dịch vụ về dental. Và bây giờ thì Tiến Dũng đã đến văn phòng của anh rồi. Bây giờ Tiến Dũng sẽ đi vào văn phòng của anh Thiêm cũng như là muốn giới thiệu quý vị điều đặc biệt khi mà ông Trần Dần đến đây. Kính thưa quý vị. Dạ vâng, kính thưa quý vị khán giả, hiện tại Tiến Dũng đang có mặt ở trước văn phòng nha khoa của anh Thiêm Đỗ. Và hình như phía trước là anh Thiêm Đỗ kìa. Hai anh khỏe không? Dạ khỏe, chào anh. Anh Thiêm, bữa nay em đến đây không phải một mình đâu mà em đi một vị khách rất là đặc biệt. Bây giờ hôm nay ổng tới đây làm răng luôn nữa, thấy được không? Dạ, giới thiệu anh nè. Dạ. Rồi bây giờ anh mở ra ngoài đón ông khách này đặc biệt em vô nha. Rồi mời ông khách nha. Em ra nè. Ok rồi. Rồi. Dạ. Tháng ông câu đó 49 dặm chân. Dạ. Có sao làm gì? 50 dặm chân, 51 rồi tất nhiên 52 bắt đầu là đại phát. 52 là tất nhiên đời thẳng thiếu sẽ là triệu phú. Dạ. Wow. Rồi, nếu mà được triệu phú thì mình sẵn sàng giúp nhiều người hơn nữa chú ha. Lỗ mũi đây đâu sao nghe. Lỗ mũi ra, lỗ mũi ra. Kéo ra đi kéo. Giống lỗ mũi bên đây. Kéo dữ vậy. Dạ, còn giống như lỗ mũi bên đây. Lỗ mũi làm sao mà nghèo. Đó. Hình như giống lỗ mũi của Trần Dần đó nha. Đúng rồi, dạ, giống mũi này thấy cũng mắc trước. Không, mà cái này là sự thật là vậy. Dạ, rồi, mời vào trong. Dạ, dạ. Dạ. Rồi, trời ơi, sung sướng quá này. Rồi, đứng nắng luôn, làm nóng luôn á. Wow. Dạ. Sao đây? Em chơi với bạn, em nhiều bạn chứ không có nào qua em hết. Dạ, vậy đó, trời ơi. Có không? Có, mày nói thiệt luôn. Dạ, thì hồi xưa giờ vậy thôi, tại mình cố gắng chứ mình không ganh tị. Nãy giờ mình không ganh tị, mình cố gắng thôi. Mình nhường. Nhường, dạ.
về vấn đề vợ chồng là số 1. Dạ, trời trên 20 phút. Ờ dạ. Có không? Chắc có. Cái này nghe nói chắc. Cái đặc biệt á, có ngoài đường luôn nè. Vui quá trời vui luôn à, cái này là chơi tại chỗ luôn á bà con ơi. Dạ. Cái này là ngẫu hứng đó nha. À, hả? Dạ. À, đúng ra đi làm răng mà chưa vô tới trong đứng ngoài nói luôn nè. Em ra đời em có gì cái mèo. Dạ. Có không? Dạ có, rất là nhiều. Phải nhiều. Được cơ hội rất là nhiều người thương. Nhiều, đúng rồi. Nhiều người thương tại vì tấm lòng của mình ấy đó, thành ra trải ra thì mọi người cũng sẵn sàng trải ra để mà giúp cho mình. Hoặc là thấy cái mình yếu cái gì người ta giúp đỡ. Như vậy hồi nãy giờ nói là được cho bao nhiêu điểm? Coi như chưa? Là à, gần như là 99.9 rồi. Thôi. Wow. Rồi. Lo đi học rồi lo lấy còn đi lính nè, không có lo làm gì hết, cho nên rồi bây giờ mới có được những cái cơ sở làm ăn như vậy đây. Đó, bây giờ là hôm nay ông Trần Dần đi tới tiệm nha khoa Tim Đỗ Nha Khoa Center để mà làm răng. Ở đây là nhiều thứ trồng răng, cấy răng, răng hàm. Chào mừng quý vị khán giả, hiện tại Dũng đang có mặt ở trong phòng tiếp tân, cái phòng nha khoa của anh Tim Đỗ. Chào anh Tim Đỗ, bây giờ anh thấy ở trên phía trên đó có nhiều cái bằng nhiều quá, anh có thể giới thiệu với quý khán giả thưa anh. Dạ thưa mời, trước hết là cảm ơn anh Dũng tới đây và cũng cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình của anh TD Channel TD. Thì dạ thưa anh, có những cái này là những cái mà hồi xưa Tim trước khi vào lính đó là những senator, là những người ở trong senator của tiểu bang California đã ký tặng cho Tim được giải thưởng, được những cái award trước khi đi vô lính. Ồ, là trước khi đi lính là trước đã khi có vô lính rồi là đó. Đã có này là từ năm 2013. Dạ. Luke Korea nè. Dạ, đó Luke Korea rồi có nhiều lắm, thêm còn mấy cái nữa nhưng mà treo thì không muốn treo nhiều hết. Dạ. Thì cái lúc đó là thêm đi trước khi gia nhập vào lính thì người ta thấy mình có cái tấm lòng hiến thân sacrifice để gia nhập vào lính. Yeah. Thì người ta tặng cho mình những cái bằng khen giải thưởng đó. Cũng rất là vinh dự ha. Dạ. Thì sao? Sau đó thì đi vào lính. À. Lính thì dạ thêm đi qua thì được cơ hội đi vào lực lượng, giống như không phải là đặc, mình nói là lực lượng đặc biệt nhưng mà là lực lượng Special Operation Force, có nghĩa là lực lượng đi làm những cái công vụ mà đặc biệt. Nhưng mà mình sẽ đi chung với lực lượng đặc biệt. Dạ. Thành ra nên mình phải bị huấn luyện, bắt buộc phải huấn luyện giống như là lực đặc biệt một phần nào đó. Thì được cơ hội, không có nhiều người được cơ hội đó mà Thiên cũng ráng giữ thể lực của mình cho nên là đã được cái này là cái bằng nhảy trực thăng. Thì trực thăng ở đây thì Thiên ngồi ngay ở chỗ này thưa quý vị. Quý vị có thể thấy Thiên ngồi trong này. Dạ. Thì cái này á là cái lúc mà Thiên là thiếu úy. Yeah. Thiếu úy thưa quý vị, cái này là US Army Air Assault. Thì cái này cũng infantry ở trên trường nó dạy. Thì sau khi mà đi thử thách 2 tuần lễ thì mới được cái cánh dù đó, cái cánh máy bay trực thăng đó. Rồi còn cái kế bên á, cái kế bên là cái bằng nhảy dù. Bằng nhảy dù thì các chú Việt Nam của mình cũng, Mỹ cũng đã huấn luyện ở bên đó cũng nhiều. Thì để tôi coi thêm ở đâu nha. Thêm ở trên này thì thấy rồi, nhưng mà Thêm đứng ngay cái hàng mặc đồ đồng phục. Dạ, khó thấy quá ha, khó thấy nó nhỏ nữa. Dạ để coi nha. Đây thưa quý vị, cái này nhỏ xíu nhỏ xíu ở đây đó. Dạ. Cái này là bao nhiêu năm rồi anh ha? Dạ thưa cũng không có lâu mấy, cái này cũng được 2019 thưa quý vị, 2019-20. Dạ cũng gần đây. Dạ. Dạ còn cái này hình rõ nè. Dạ cái đó là rõ, lúc đó là mới nhảy dù xuống đó. Lúc này té đầu luôn quý vị, chứ không phải ấy đâu mà làm bộ cười đó. Té mới té nhảy dù xuống mà mỗi lần đáp xuống đất là rất là đau. Ủa? Tại vì nhảy dù trên dù nó rớt xuống từ từ thì mình ba lô nặng nữa cho nên là buông ba lô ra thì dù nó bung từ từ mới đáp xuống thì lúc nào cũng vậy, nó phải té, phải chịu đau cái. Dạ chịu đau, mỗi lần nhảy xuống là cũng đau lắm. Chứ không có đơn giản. Dạ. Nhưng mà cái này là huấn luyện thôi chứ anh hả? Cái thời gian thì không huấn luyện đó, những cái bằng này thì bằng huấn luyện trong lính. Dạ. Còn bên kia thì là gì? Cái này là cái bằng mà được tuyên thệ để mà nhận chức làm sĩ quan của Hoa Kỳ. Để ấy thì cái này là lúc là thiếu úy. Dạ thiếu úy. Dạ. Ồ, danh dự quá, danh dự. Dạ. Thì
Cần thêm tương lai phải 50 đến 100 triệu. Dạ nói gì không biết có ai lại hỏi mình trước khi mình có của. Giờ chưa có bà con cứ lại mong mình chia sẻ cho chứ lúc 100 triệu đi. Chỉ nói chuyện nhỏ mà sau này em mình... sau này em nhớ em sẽ có những cái đặc biệt mà anh chưa nói bây giờ được. Còn nữa hả? Nó mới ẩn ra ha. Ẩn ra là tại lý do nhớ lúc đó là em sẽ có giao tế tỷ phú không à. Wow. Mấy thằng tỷ phú nó mới giúp em được. Dạ. Kể cả thằng Alamed nè. Tại vì mình phải kiếm nó chuẩn bị, mình kiếm nó lấy cái tên. Nó kiếm anh đánh giác gì gặp. Dạ đúng rồi. Tôi đã sẵn rồi. Dạ. Nói vậy là hơi chắc nha. Bà xã ở nhà chắc phải ghen với mấy cô chuẩn bị thấy anh này chịu phú tỷ phú nữa. Em bây giờ sắp tương lai là triệu phú. Dạ. 50 triệu đến 100 triệu mà tương lai em toàn là gặp trong cái giới tỷ phú không? Dạ. Anh giới thiệu. Dạ. Wow. Đúng không? Ừ. Dạ. Trần Dân là khanh khanh ách xanh lớn lắm á. Trời đất ơi. Dạ. Thiệt à. Có nghe nói chị Mai Ly cũng đã quảng cáo. Cái này này duyên hay đúng cái duyên không? Dạ có duyên. Đó, có duyên. Có duyên đó là tự nhiên mình phát ngôn ra ảnh. Dạ, anh nói là nói chị cái lỗ tai của em. Dạ. Tài sản vô tận. Ồ. Oh. Wow. Cái dân ở đây gì? Cái dân gì nè. Dạ. Đất đất đai sau này đồng bạc giàu thì giàu vấn đề chứng khoán. Ồ. Chứng khoán. Yeah. Wow. Cộng đồng tốt lắm nha anh, cộng đồng làm cái gì là cũng đi ủng hộ cho. Không hứng nói nha. À rồi rồi. Cái lỗ mũi vậy là đồ vách lầu bù pho, biết vách lầu không? Dạ vách lầu này như number one á ha. À. Không mà có hứng thì nói ra. Đúng rồi. Bình thường kêu chứ không đi nói. Em hỏi đó. À, hả? Thấy không, nhưng mà em giới tại cái ông, bởi vì cái chán em bóng, em làm bây giờ anh cũng nói cho em. Cái chán em làm sao bóng nữa là đồ giàu lần. Dạ, càng bóng thì giàu. Càng bóng càng giàu, chỉ cần cái chán bóng thôi. Ủa chán bóng là sao? Cái chán bóng là cái dần của mình, là cái dần ở đây là cái dần bắt đầu dần hào quang, nó tiền đến nó mình. Sáng lên nữa ha. Nó sáng lên. Sáng lên dạ. Không cần biết anh em xài cái gì. Chuyện là bóng. Bóng là cái vết lầu đó, bánh là bóng là vết lầu. Cường phải cường mạnh lên nữa. Dạ. Em phải cường mạnh lên. Hơi ra ha. Có hơi ra nội lực banh ra là đủ ngon. Wow, hay quá. Trời đất ơi. Anh thích coi ai lắm chứ. Thôi mình xô giấy tờ cho ông coi. Rồi. Giấy tờ bạn nằm trong điện thoại đây rồi. Chút xíu đưa cho ông coi. Trời ơi, làm việc tổng thống đó. Dạ, wow. Đối với tổng thống Trump vô quốc phải đổi chữ ký đó. À, còn cái chữ ký nữa. Chứ sao? À. Anh biết là Trung tâm Thiên Nga đúng không? Dạ. Cái logo Trung tâm Thiên Nga ông đổi đó. Anh ông đổi là té rồi. Dạ. Ông đổi đó. Có đàng hoàng luôn, có hình ảnh đàng hoàng luôn. Wow, cái này là anh có người là làm chứng đó ha. Dạ, dạ hả? Không, tại là không dài, không dài, là làm chứng, nhưng mà tại ít nhất bây giờ. À, thay đổi rồi, bây giờ mới còn không, ấy. Bây giờ. Anh kể cái câu chuyện mà tổng thống đổi chữ ký, anh đổi chữ anh sửa cái nét chữ ký của tổng thống sao? Khi mà tao như bút đó. Dạ. Bởi nói cái câu chuyện. Mời anh ngồi đi. Dạ, mời anh ngồi. Phải nói con công chuyện khi mà tao vô bút đó. Dạ. Khi mà tao vô bút đó là tất nhiên thù anh quen với bút cha. Dạ. Kỹ nhờ kỹ nó chắc anh lên thì gặp bút cha. Dạ. Thì kỹ đáng công hòa thì anh tôi nói sừng là tất nhiên gặp bút cha. Bút cha khi mà bút cha gửi cái chữ ký của ông xuống, khi mà ông ký lên cho anh. Dạ. Ông gửi tấm hình xuống. Lúc đó anh cũng không biết, tự nhiên hứng viết trong cái thơ. Ông không được đổi, không có cái nhiệm kỳ thứ hai. Không có nhiệm kỳ tới. Ừ. Ông nói thì này chắc có bệnh. Rồi cái biêu sinh thắc cử, đắc, đúng rồi, biêu sinh thắng cử đấy không? Dạ, dạ, đúng. Đúng không? Dạ. Cái đó là xong, cái ông cũng không nói ra nữa, nhưng mà cái cuối để cùng... Ông để ý rồi đó, ông để ý. Ông để ý rồi, nói này dạ, rồi, ok rồi nha. Nhưng mà đúng á. Rồi xong cái năm 2000, con ông đem thiếu phôi đi ra, ông cho người qua gặp anh. Dạ. Cho người qua gặp anh, cái lúc đó anh cũng... Anh mới nói, anh phán cầu 35 đến 40 con mày sẽ là làm đóng. Ngày 37 là tất nhiên bên kia nó chết xong, nó cho ông thắng được mấy trăm phiếu. Dạ. Rồi bắt đầu ông bút bắt đầu liên lạc với mình. Đưa giấy tờ cho ông coi. Ừ, trong khi nói em mới đưa hình lên. Đàng hoàng cho nhân viên liên lạc mà giúp bút nhiều cái. Lúc vậy đó là bút nói bây giờ, bút xa nam, nó đùa bút đi, cho bút. Không phải hỏi mình chứ. Dạ. Mà cái này là đặc biệt là bữa nay hứng mới nói nha, không ai không nói nha. Dạ. Vậy nè, ngày hôm qua anh cho em coi cái chữ mà chữ ký của ông Bush á, thay đổi á, anh đã góp ý ông thay đổi cái chỗ nào anh nói đi. Bởi vì cái chữ ký của ông á, ông Tam Du Bush, ông chưa chữ Tam Du, mà ông ký có nửa chừng. Ừ, dạ. Thì tụi mình, Mỹ nó đâu phải vệ tinh mình, cho nên là tổng thống là cái chữ Tam Du đó, well and win.
Tám chú là biểu tượng cho que của anh Quyên. Dạ. Có giàu và thắng lợi, sao lý nữa chừng vậy. Rồi bây giờ ông tổng thống canh cánh trong lòng sợ không có nhiệm kỳ thứ hai. Bây giờ làm chuyện từ thiện, làm chuyện từ thiện đi, sẽ thắng thử. Ông cho 15 tỷ anh lấy tiền trên trời. Wow. 18 tỷ. Dạ. Theo vấn đề Chúa thì khi mà em kêu người ta làm phước em tự động trên trời em được 20%. Lấy tiền trên trời. Dạ. Đó. Ông cho 15 tỷ, sida, bệnh sida đàng hoàng có giấy tờ chứ. Dạ. Bữa nay mới nói em nghe tại đúng vậy cũng không có nhiều nhưng mà nó nhiều đối với mình thấy 15 tỷ trời đất ơi. 15 tỷ là cũng đất một đất. Em giờ em thì có điều đã thấy hai cái bằng chứng, một là trung tâm Thúy Nga, cái logo của Thúy Nga đó. Before and after. Ổng chính là người góp ý thay đổi. Cái thứ hai là ông Bush á thì chữ ký before and after. Ảnh wow. Show cho mình thấy em luôn. Nên ông nghe như ông Thúy Nga phải nói là ổng bữa kia cuốn số 100. Yeah. Ông trung tâm Thúy Nga ông lên trên truyền thông ông nói ông sẽ giải nghệ. Yeah. Lý do tại copy chữ copy vấn đề copy right kia bản vẽ mà không có đủ chi phí. Không đủ chi phí. Yeah. Lúc đó mới thấy anh dòm. Sao ông này cũng có cái thần tài mà ông chặt đầu thần tài. Wow, là trong chữ ký đó hay là cái logo trong cái logo của ông á, nó sẽ có đầu thần tài. Yeah. Chứ mình là xương nghệ sĩ nữa. Ông này đóng cửa cái biết bao nhiêu nghệ sĩ sao? Bao nhiêu nghệ sĩ mà cũng bao nhiêu người có cái giấc mơ hay là cái phong tục hay tập quán hay là cái culture, những cái quần áo hay là cái ca nhạc cũng bài ấy là bao nhiêu cái gì cũng liên quan tới cái quê hương mà tại sao lại rồi cái xong vui cái lúc đó anh mới nói xong cái anh mới xách cặp tám của anh có dưới đời xách cặp tám lên để đưa cho ông coi. Mình đâu thấy mình có người ta nghe mình đâu. Yeah. Em nhớ nhất là anh nói anh không có quen với ông nữa. Yeah. Anh mới đưa giấy tờ cho ông bác sĩ cho ông nói là tôi sẽ làm việc gì vậy đó, có giấy tờ tổng thống chứng minh nhân. Yeah. Thì ông mới kêu ra ông vô. Yeah. Kêu dễ ông vô. Rồi tôi mới nói cái tại tôi mới giải nghĩa tại sao anh có ghê có cái đầu thần tài mà anh lại chặt đầu thần tài làm sao bây giờ phút này anh còn được. Dạ yeah, đúng rồi. Bây giờ bây giờ anh phải đổi một nét thôi. Yeah. Nhưng mà tại anh nhớ tôi đến với anh tại anh có làm chuyện từ thiện, Chúa kêu tôi đến gặp anh chứ không phải là đội tôi đến gặp anh đâu. Thôi nói chứ bây giờ mới hiểu được là cái làm từ thiện nó rất là quan trọng. Sao? Tâm lòng. Rồi xong cái ông mới nói cái lúc đó ông mới tin. Yeah. Thì tôi mới coi ông. Tôi nói bây giờ ông chọn vẽ không bình thường số đi, ông chọn từ số 37, ông lấy ông sinh năm 1937. Dạ. Thì tôi mới nói bảo đảm kỳ mai mốt sau này ông sẽ là bán thuốc. Ông nó sườn thờ bán thuốc. Bây giờ bán thuốc không? Yeah. Thấy không? Ông nhờ, nếu mà không có bán thuốc là, ông, yeah, là thua yeah, rồi. Yeah. Tại lý do bán thuốc nhờ như vậy nó mới giữ lợi vấn đề mà tất nhiên Việt Nam. Yeah. Thấy không? Bây giờ là sẵn tại anh mới nói cái vấn đề cái chữ ký của ông Bush á. Ông Bush đã từng nghe lời anh và ông đã thay đổi một tí trên cái nét chữ ký chánh của ông. Điều đó là có chứng minh đàng hoàng. Dạ. Bây giờ anh thêm nè, anh thêm có ngại để mà cho người khác thấy chữ ký không? Dạ, giờ, bây giờ giờ dạ. Dạ. Đó. Đó. Dạ. À. Chữ ký thôi. Cái này là gọi là cảm hứng phải không? Mới phải nói chứ còn bình thường kêu nói cũng không nói luôn. Nói chi? Hay đó. Cũng là rất bất ngờ quý vị ơi, ngày hôm nay là chở anh Trần Dần đến tiệm nha khoa của anh Thêm Đỗ. Giờ quay lại cái bản hiệu của anh Thêm Đỗ nè. À, anh Thêm Đỗ thì đối với cộng đồng những năm sau này thì mọi người chắc lẽ biết, nhất là kỳ diễn hành Tết vừa rồi anh cũng đóng góp rất là nhiều, từ cái chuyện mà công sức, ngoài ra anh còn ủng hộ cho diễn hành Tết kỳ rồi cũng khoảng 10.000 đô la nữa kính thưa quý vị. Yeah. Và đặc biệt là ở cộng đồng miền Nam Cali này, những sinh hoạt thì anh cũng hay ủng hộ, cũng như là chuyện ngày hôm qua là cái ông đại tá Hùng Cao về Orange County để mà gây quỹ, thì hôm qua anh cũng có mặt. Rồi hơn nữa giấc tối hôm qua chúng tôi cũng còn nhìn thấy trong một buổi tiệc gây quỹ của các sơn nữa. Rồi bây giờ ý của ông này không cần thay đổi. Rồi bây giờ giọng lớn lắm. Giờ cho ý ký nè. Em biết tham vọng con cá mập. Giang cá nè. Giang cá. Nhưng mà em nên nhớ. Cái này là mới thay đổi đó Giang. Không biết nha, tôi không biết. Dạ. Tôi coi chữ ký này tôi không biết. Thay đổi được một năm nay rồi. Tham vọng con cá mập, nhưng mà tiền lúc nào tiền nhỏ cũng đều đến với em hết. Dạ. Tiền nhỏ đó, em biết tiền nhỏ không? Dạ. Tiền bây giờ tiền nhỏ là tất nhiên là cũng là bắt đầu ok rồi. Dạ. Nhưng mà tiền nhỏ đến với em, nhưng mà em nhớ tiền nhỏ đến em nhưng mà lại em có số đầu hoa ngầm.
Chà. Dạ. Cái đầu ai ngậm mà tại ta thương mình. Bây giờ nè, anh Thêm cứ nếu mà không có nó không có, đừng có ngại. Mày nói sai là cứ không nói sai. Dạ, đi ra đường nói chuyện có duyên. Không, nhưng mà có số đầu ai ngậm cái chữ ký này, tại sao có nhiều chữ ký chưa phải thay đổi. Dạ. Có nhiều chữ ký không thay đổi, chữ ký này gì? Em chỉ cần muốn giao nữa em làm lớn lớn ra. Dạ. Cũng là chữ ký này, làm lớn ra. Lớn giọng ra. Dài ra chút xíu. Dạ. Rồi, giờ làm dài ra chữ liền ha, học hỏi liền ha. Dạ. Từ từ đừng nóng. Dạ dài ha, làm lại đây nha. Cái này, dạ. Cái này tất cả đều bự ra hết, chứ đừng đừng có nhỏ ha. Dạ giống vậy nè, dạ. Từ từ tập chứ. Tập đỡ đi, tập lại từ từ rồi. Ok, rồi hôm nay được cơ hội nè. Phải dài lên ha. Dạ. Cái gì đó là khác rồi đó. Dưới cái chữ này rộng rãi hơn chút xíu ha. Dạ. Giọng là đủ rồi. Dạ. Đúng không? Dạ. Đó. Thì tự nhiên cũng đây là quý vị. Cái chữ ký phải rộng rãi ha, so với cái chữ ký nhỏ nhỏ này là tiền vô hay sao đó, không biết vô, nhưng mà nhỏ vô, hay là nó con người không có được thoải mái hay sao đó, nhưng mà cái chữ ký phải rộng rãi từ cái khoảng này và tới khoảng này theo như ông Trần Dần nói ha. Chỉ có số bên đầu ai ngầm. Dạ. Dạ cái lo làm ăn không à. Cái đâu biết, cái đâu biết. Cái vụ mà đào qua ngầm chắc không cần sửa. Không biết, tại vì mình đâu có đi ra đâu. Không, không. Mình thắng yêu mình thì mình yêu lại. Em biết đào qua ngầm là gì không? Dạ, đào qua ngầm hả? Chắc là tại mình có được có nhiều cái duyên người ta người ta để ý cho mình hay là người ta thương quý mình chắc phải. Không, dù cho em có vợ. Dạ. Nhưng mà tại em tài giỏi. Dạ. Với em có đạo đức. Dạ. Người ta nhìn vô người ta đem lòng quý cái đó ha, đem lòng nhớ thương. Dạ. Cái đó mới quan trọng á. Dạ. Dạ, thưa cảm ơn anh Trần Dần đã cho một cái lời hay là con người mình phải có cái tâm. Thưa quý vị, thì Thêm cũng như hồi nãy anh Dũng có nói là đi ra giúp cho từ thiện rất nhiều, mặc dù trong nhà băng thưa quý vị chỉ có 10.000, 15.000, 20.000 thí dụ vậy thôi, nhưng mà cho hầu như là hết cả 15-20% của cái tiền của mình có rồi. Cho nên cái cô thư ký ở đây, cái cô thủ quỹ ở chỗ này, cô lúc nào cũng nhăn nói tại sao xài tiền nhiều quá, nhưng mà thật sự ra mình cho đi quý vị ơi, cho đi có một cái gì đó nó thấy nó rất là hạnh phúc, tại vì ngày mai mình không biết mình có mang đi được nhiều hay không. Nên là trong thời gian qua cũng hết lòng anh điều đó cái thưa quý vị, Tiến Dũng đã chứng kiến được những cái chuyện mà anh Thêm đã từng làm, những lần gây quỹ ở hội đoàn này gần như là không có thiếu quán ăn. Dạ. Thì cũng nhờ là Thêm cũng đi học hỏi những anh chị ở trong cộng đồng lớn như là chị Ngọc Hồ, chị Sâm Ngọc Hồ, rồi chị Mai Ly. Thì các anh chị đó cũng đã làm từ thiện rất nhiều, cho nên là cũng mừng là để học được một số đó để ra giúp cho cộng đồng. Mới có ra cộng đồng thôi thì xin cộng đồng thương. Mà hy vọng, rất là hy vọng là nếu mà chữ ký mà như anh Trần Dần nói đó, từ hôm nay là giống như ông Trần Dần nói là từ chữ nhỏ trên mà mở ra bây giờ dưới là lớn hơn, là và như cái nghĩa của nó là có thể là phát triển hơn, khám khá hơn, khi đó mình có cơ hội để mà có thể phục vụ mọi người nhiều hơn nữa anh ha. Đúng không? Đó, cỡ như vậy ha quý vị ha. À. Nếu mà quý vị mà có ký chữ nhỏ nhỏ thì cũng nên sửa lại cho đồng đồng. Chỉ cho quý vị là quý vị giàu thôi nha. Okay, mình có tâm, mình không muốn giàu mình đâu quý vị. Rồi bây giờ mời ông Dần Dần đi làm răng nha. Cám răng. Sao anh rung cái gì anh? Không có rung. Ồ, dàn máy rất là hiện đại quý vị ơi. Nghe anh Thêm nói tới 3 triệu đô la đó. Dạ, thưa quý vị, để Thêm nói luôn á, thì là cái máy này thưa quý vị, thì trồng răng implant thì phải dùng cái máy này. Cái máy này là quay phim cho 3 chiều cho hàm răng mình, cái độ sâu của cái răng của mình để cho cắm cái chân implant nó dài cỡ nào, và độ dày của cái chân implant, độ dày của cái xương nướu thưa quý vị, thì cái máy này, nó cái function của nó thì nó có thể làm được điều đó. Nó giúp cho nha sĩ để thấy rõ hơn là nên làm cái gì, và chiều sâu, chiều cao, chiều dài của cái chân implant. Hôm nay là anh Dần của mình là chuẩn bị là mong mốc là thành đẹp trai, chứ không còn là không còn mớm nữa hen. Thưa anh, cái máy, cái function của cái máy này á, là tất cả những người nào mà trồng implant thì nó đều dùng cái máy máy chụp hình 3 chiều, nó gọi là 3 chiều đó, panel x-ray. Thì nó chụp luôn nguyên cái xương sọ của mình, nguyên cái sọ, cái đầu sọ của mình.
Ừ. Chụp cái hàm của mình. Cái chiều sâu, cái chiều sâu của cái hàm mình và chiều chiều rộng của cái hàm mình là bao nhiêu. Yeah. Và nó cho mình coi được những cái nerve ở dưới này. Trong implant nó quan trọng ở chỗ là nếu mà mình không có những cái máy như vậy, hay là nha sĩ mà không có được để ý rành hay là gì mà người ta đo không đủ, thì nó trồng cái implant mà lỡ đi vào cái nerve. Thưa quý vị, rất quan trọng cái nerve là ngay cái xương hàm ngay đây. Yeah. Mà không có nhìn cái này rõ hoặc là không có những cái equipment như vậy thì lúc mà chồng cái chân implant vô á là nó sẽ tê đi cái mặt của mình. Nó rất quan trọng, thành ra nên những cái equipment mới như vậy thì mới giúp cho cái technology nó mới đó, nó giúp cho nha sĩ để mà tìm ra được những cái chỗ nào chính đáng và tốt để cắm cái chân implant vô, thì cái chân implant nó mới last long, nó mới lâu dài. Tại vì phải lựa cái xương dày, xương cứng. Cái density của cái xương nó cũng quan trọng lắm. Cái density là cái sự gọi là cái xương cứng á quý vị, giống như là xi măng mà xi măng già và xi măng non. Mình lựa xi măng già để mình cắm cái cọc xuống á thì nó sẽ cứng forever. Yeah. Còn mà xi măng mà yếu yếu á thì mình cắm vô á thì nó sẽ lung lay, mình nhai xương, mình nhai đồ ăn mà cứng á thì nó sẽ đau cái chân implant đó. Yeah. Thì làm cho cái răng nó không có được tốt, nó đau cho bệnh nhân thì nó không có tốt chút nào hết. Nếu vậy thì trước khi mà cái máy này ra đời đó thì những kỹ thuật cũ hoặc là em tới những cái ổng mà làm dentist khác á, em không thấy máy này thì người ta phải làm bằng cách gì? Dạ, ngày xưa thì nhiều khi người ta có cái máy x-ray kia, loại kia thì cũng có hai chiều, hoặc là những cái máy x-ray khác thì nha sĩ thì cũng giống như là 10 năm trước thì cũng có những cái technology khác nhưng mà nó không có được hiện đại hơn. Thì cũng làm thì hit and miss. Dạ. Có nghĩa là làm khi 10 cái thì được có khoảng 7 cái, 8 cái. Và cái quan trọng nhất là anh nói là nó không cho mình thấy rõ để khi mà làm implant thì nó chính xác đúng không hả? Dạ, thì cái này là nó chính xác về technology, nó chính xác, nó cho mình thấy được những cái nerve, những cái mạch máu hay là những cái cái răng, cái chân răng nó có thể giữ được hay không. Và cái nướu của mình mất hay còn nữa, tại có rất là nhiều người càng lớn tuổi thì cái nướu nó sẽ bị mất đi cái xương nướu. Chứ không phải là còn như người lớn tuổi mình tự nhiên mình cảm thấy mình thấp thấp từ từ xuống á. Tại xương của mình, cái chất xương của mình nó không còn như tuổi trẻ nữa. Cái nớp hồi nãy là nó là dây thần kinh quá. Dạ, hệ thần kinh của cái răng đó. Chứ quý vị mỗi lần thấy nhức răng là tại sao nó lên tới đầu luôn. Nó làm cho nguyên người mình đau luôn, tại vì cái hệ thần kinh. Dạ vâng, kính thưa quý vị, một lần nữa đây là cái máy mà như nãy giờ anh Thiên giới thiệu với quý vị. Coi vậy chứ rất là chuyên nghiệp và giá trị cũng rất là cao luôn. Cái máy này trị giá tới 3 triệu đô luôn. Dạ, thưa quý vị. Mời. Và ở đây thì nghĩ rằng ở vùng Orange County này chắc cũng ít có văn phòng nào mà có cái máy như vậy. Dạ. Rồi, anh quay thẳng vào đây thôi. Dạ. Anh quay thẳng vào đây thôi, đó, ngay chỗ này thôi thì quý vị có thể thấy là đó, cái xương răng của mình nè, cái chỗ này nè. Dạ. Xương này nó rất là dày, theo như là cái hình này nó cho hay đó, thì xương dày còn ba triệu luôn. Dạ, mình có thể quay được ha. Quý vị. Ở đây là mất xương nè, ngay cái vùng này là vùng mất xương nè. Đó, một hồi nữa thì thấy không, những cái chỗ nào mà xương yếu á là mất xương đây nè. Wow, khi nó chụp nó quét qua cái là nó ra hình này. Dạ, nó quay 3 chiều đó. Hay quá. Cái này là xương nó rất là tốt, xương của chú rất là tốt. Ví dụ vậy ha. Dạ vậy. Đây. Wow. Cái này là 3 chiều đổi màu, mình có thể đổi màu được, mình coi. Coi đó. Thấy không? Nhiều màu lắm thưa quý vị, để cho mình coi. Đó. Rồi từ đây thì cái người nha sĩ sẽ, bác sĩ sẽ là suggest nên làm những cái gì? Dạ đúng rồi, đo cái chiều sâu từ đây tới đây, rồi từ đây tới đây thì nha sĩ sẽ coi, mình sẽ coi mấy cái chỗ đó thì nên làm cái gì cho chú. Dạ. Đó. Rồi, tuyệt vời. Wow. Tuyệt vời quá. Rồi, okay. Dạ, rồi, tính tới đi. Mới coi cho cô đó luôn hả? Coi chứ bây giờ ở đây ai ai coi hết. Coi phi bữa nay hơn lên trời. Cái chữ ghế. Phi hết. Ông Trần Trần giờ ông lên cái ghế ngồi để mà chuẩn bị cho bác sĩ đo về răng của ông Trần Trần ngày hôm nay. Mà chưa có kịp đo thì cái người y tá hồi nãy là gặp ông Trần Trần, ông mới nói về chữ ký của cổ rồi. Kết quả sao anh? Không thấy cậu phải ký rồi cậu mình coi cậu ký xong cái là phải trong ký giấy đàng hoàng tên họ và năm sinh mình sẽ coi cho cậu. Yeah. Kính thưa quý vị, đây là một góc của cái văn phòng mà anh Thiêm Đỗ thôi. Yeah. Anh có thể xin nét về đây anh. Dạ. Yeah. Thì thưa anh thì cái ghế này đó thì rất là hiện đại trong thời gian qua thì ở văn phòng. Trời, còn mới tên luôn. Tối tân những cái hiện đại, những cái motor này thưa quý vị thì
chưa có gắn vô là lý do là tại vì mình phải chờ cho bệnh nhân tới rồi mình mới gắn lên, nếu mà cần mình mới gắn lên. Mà hôm nay anh Trần Dần chỉ có là khám về răng thôi thưa quý vị, thì anh khám về răng cho nên là hôm nay không có làm mấy cái răng cho anh hiện tại, nhưng mà sẽ hẹn anh một ngày sau khi mà làm sau khi mà định được là anh cần phải làm bao nhiêu cái răng á, thì mình sẽ thì nha sĩ sẽ làm cho anh. Thì những cái motor này thưa quý vị, cái xe này, cái máy này đó là cái máy hiện đại, thì những cái máy mới này đó, cái ghế này và những cái máy mới này nó có những cái motor này nó rất là hiện đại, cho nên là nó đỡ đau cho bệnh nhân. Tại vì những cái motor nó quay đúng cái kích thước của nó, đúng cái độ quay của nó. Khi nào mài cái răng sâu hay là cái răng ấy bao nhiêu, cái chiều sâu, chiều dày bao nhiêu á, thì nó sẽ bớt đau đi, nó không có nóng như những cái motor cũ nó nóng á, thì răng của bệnh nhân nó sẽ đau nhiều hơn. Hay quá. Thì đó, hiện đại, rất là hiện đại. Thì những cái này đó nó mới giúp cho người nha sĩ để mà phục vụ cho bệnh nhân nó tốt hơn. Đầu tiên là vô đây em thấy tất cả đều mới, thì đó là một cái niềm tự tin cho bệnh nhân mà đến đây rồi. Tất cả đều mới tin nè. Relax quá ha, đây có monitor ngồi coi này nọ. Có hai cái monitor, thì một cái thì để cho khách hàng, một cái thì để cho bệnh nhân coi để relax, còn một cái thì để dành ở trên kia để đưa ra hình như x-ray, máy x-ray hay cái gì đó thì đều hiện lên trên đó được. Còn cái này thì để cho bệnh nhân ngồi để mà relax giống như vậy đó. Mà lỡ có quay vô mặt của anh thì anh có cho phép tụi em quay trên mặt anh phải không? Đó, xin phép anh trước nha, trên đài để thôi, nói quay mặt bệnh nhân. Mình kết em cái gì cũng chưa. Bạn kêu anh nói chuyện không? Kêu nói chuyện đàng hoàng không? Rồi ở đây anh làm sẵn con cầu em đây không? Để làm răng đi. Thấy không? Em đọc được mà. Dạ đúng rồi, my great. My great president from National Master USA. Là có chức vụ nha. From là tất nhiên National Master là phải là đệ chứ. Là phải National Master phải là xưa là tất nhiên là phải là quốc sư không? Em đọc là có đúng không? Dạ đúng, đúng. From National Master USA đến Trần. Đó là anh đọc. Thấy rồi, đây mới nói đây. Nhảy tiếp rồi. Đúng không? Mình để đàng hoàng đúng không? Sau này giới thiệu em, ổng sẽ gặp em. Rất là vinh hạnh mà được quen với anh thêm một người lính, tại em ấy mộ lính đó bên đây. Nhưng mà anh thêm hình như vậy thì hồi lúc mà anh đi trong lính á, thì cái ngành nghề nha sĩ này nè, thì anh đã học ở trong lính luôn không? Hay là ra đời rồi anh mới học? Sau khi đi lính thì mình biết là mình phục vụ cho đất nước. Thì sau khi đi phục vụ cho đất nước rồi thì mình có ý định mình muốn về mình phục vụ lại cộng đồng. Thì thêm mới nghĩ ra là làm về cái gì đó như mở một cái trường. Thì ở đây là một cái trường để mà huấn luyện cho các em để làm dental assistant. Là những em phụ tá cho nha sĩ, cũng như là các em làm ra những cái răng cho quý vị. Cho nên cái chỗ này là nó là khởi đầu nó là một cái phòng labo giống như phòng lab ở Việt Nam. Thì có phòng lab ở phía sau, thì có những nhân viên làm những cái răng đó để mà đem lại cho quý vị những cái giá thành nó rẻ. Tại vì mình làm liền thì mình cần phải có nha sĩ để gắn lên. Thì cái này nói chung là ra khỏi lính là thêm mới có những anh em trong lính, những anh em nha sĩ trong lính đi ra thì cùng hợp tác với nhau để làm việc. Thì nhiều, rất là nhiều anh em ở trong lính là nha sĩ, ở trong cộng đồng mình cũng có rất nhiều các anh thì được training rất là kỹ lưỡng ở trong lính, thì ra đời đều muốn hiến thân lại để giúp cho community. Thì được huấn luyện kỹ càng mà thành ra nên mình phải làm ra những cái gì đó cho nó tốt cho cộng đồng. Thì tất cả các anh đều đi ra, đều có những văn phòng. Thì thêm là một trong những người cộng tác với các anh đó để mà làm cho một cái ngành làm răng này cho nó tốt đẹp hơn cho cộng đồng, để cho nó mình không cần phải mướn đại hàng, hay là mình không cần có nhiều người, mình không cần phải về tới Việt Nam để mà làm răng. Quý vị có thể đi chơi, đi về Việt Nam làm răng được, nhưng mà nếu mà làm răng lên Mỹ để lỡ có hư gì thì mình lại đây mình sửa, mình chám, mình ấy liền. Chứ còn lỡ mà mình làm Việt Nam mà phải bay, hay là nước khác mình phải bay qua đó, thì mỗi lần mình đi bay qua bay về nó rất là lâu, mà răng mình thì đau. Đau mà trong vòng 1-2 ngày mình phải giải quyết liền, chứ mình đâu có chờ cả năm cả tháng. Mới mua vé được mới về không anh? Thì mình đổi hướng lại là làm ở Mỹ thì tốt hơn. Hồi nãy anh Thiêm mới vừa nói cái điều đặc biệt hơn những cái văn phòng khác, dịch vụ khác, là
anh nói là cái trường mà đây cũng là nơi đào tạo cho các gọi là assistant trong vấn đề học về... sinh assistant đó. Dạ thì các em đó đó, cái ý của Tim là hồi xưa đi qua bên Đại Hàn á, đi huấn luyện cho lính Đại Hàn. Mình là lính Mỹ, mình huấn luyện cho lính Đại Hàn thì mình biết được là cái sự mình muốn được làm người huấn luyện thì mình phải học qua những cái khóa gọi là training, mình trainer. Thì những cái khóa trainer nó dạy cho mình cái đức tính là mình sao truyền đạt lại cho những người học viên hiểu được cái gì mình muốn nói. Thì mới nghĩ ra được là phải làm một cái gì đó để huấn luyện cái nghề lại cho các em. Hay quá. Thì các em trong cộng đồng mình thì các em rất là muốn học về nha sĩ nè, rồi về pharmacist. Pharmacist là về dược sĩ hoặc là bác sĩ, kỹ sư, nói chung là những ngành các em học rất là nhiều mà thông dụng ở trong cộng đồng. Thì vì lý do đó mà Thêm nghĩ là các em trước khi cha mẹ cho các em đi học đại học, lên đại học thì các em đó mà có một cái ngành nghề thì cha mẹ rất là quý. Thì cái đó là cũng là một cái tấm lòng của Thêm muốn cho các em đó có một cái nghề như là phụ tá nha sĩ thì các em có thể đi tất cả các tiểu bang. Các em đều có công ăn việc làm liền khi mà các em đặt chân xuống những tiểu bang đó để học cái ngành nha sĩ, thí dụ vậy đi. Thì nha sĩ thì mình làm phụ tá nha sĩ thì dĩ nhiên là mình sẽ học hỏi được trong cái thời gian mình học đại học 4 năm, 5 năm, 6 năm. Thì cái đó là cái lợi mà Thêm nghĩ đó, là nên nghĩ xa hơn để cho có lợi cho cộng đồng. Thì một cái phần đó là phần giúp cho các em, để các em cha mẹ nữa an tâm là con mình nó học cái nghề đó, nó đi làm part time job để nó có tiền. Mà nó là cái nghề mà để giúp cho nó ra trường sau này nó làm gì nha sĩ, mà nó có kinh nghiệm trong cái thời gian nó đi học. Hay quá, đó, tuyệt vời. Nên cái tuyệt đó vời. Là cái mà Thêm nghĩ ra, cho nên là cái này, cái trường này nó mới bắt đầu có sự hiện diện trong cộng đồng. Thế anh, như vậy thì hiện tại bây giờ học viên nó đã được đăng ký vô đây chưa hay là? Dạ thưa anh, học viên đã đăng ký và học viên cũng có một vài em đã học. Tại vì Thêm muốn tập trung vô để giúp cho quý vị về làm răng nhiều. Cho nên là mùa hè năm nay thì tất cả các em đó sẽ đăng ký học. Thì Thêm sẽ có lớp, thì quý vị nào mà có nhu cầu ở local này thôi. Mấy em ở xa thì không biết làm sao mấy em tới, nhưng mà nếu mấy em ở trong những cái thành phố ở gần đây thì các em có thể ghi danh cho cái trường để trường có thể giúp được các em. Đây là số phone là 714-588-0209, 714-588-0209. Thì ở văn phòng hay là ở trường học sẽ giúp cho các em đó có một cái khóa, cái lớp để các em nó có thể học được nha. Thì ở văn phòng này rất là cần sự cộng tác của các em đó. Sau khi các em học nghề thì cũng cần nhân viên để làm việc, cũng như là những nha sĩ. Hôm nay có một người mẹ hôm qua đi cái lễ mà master đó anh. Dắt tới đó. Thêm lại đó, Thêm có donate một cái check để cho gây quỹ cho master. Thì cái check đó đã đem lên, và có một người mẹ con mình sắp sửa ra ra nha sĩ. Thì có mới gọi điện thoại vô thì xin hỏi có thể cộng tác. Thì Thêm cũng rất là mừng là mình là làm từ thiện thôi, chứ mình cũng không có nghĩ là mình đi ra mình kêu gọi. Thì tất cả các em hay cha mẹ nào mà thấy con cái mình có cái nhu cầu mà muốn cần phải một cái nơi để mà làm răng, thực hành cái ngành răng của mình đó, mình ra trường rồi mà không biết chỗ nào. Thì cái chỗ của tụi em thì có một cái, tất cả các anh em ở trong lính đó thì có rất là nhiều văn phòng. Văn phòng như là ở bên Nhân Hiền, rồi Min Dental Apple, Tustin Mobile, Tustin Plaza. Cũng như là những cái văn phòng đó thì những cái người khách hàng ở đây mình có thể cùng cộng tác với các anh chị em trong cái hội để mà làm cho cái cộng đồng này tốt hơn. Thì đó, các em có thể hay là những nha sĩ đó có thể cộng tác để làm cho những văn phòng đó cũng như văn phòng của Thêm. Thưa anh Thêm, bây giờ trước khi mà nhờ anh Thêm dẫn đi một vòng giới thiệu ở cơ sở này, thì anh Thêm có thể nói rằng những dịch vụ ở đây gồm có những cái gì thưa anh? Dịch vụ ở đây chính là một cái nơi mà làm ra những cái răng. Tụi em muốn ở đây là làm những cái răng để mà đem lại như là giá sỉ cho quý vị. Cũng như là mua tận gốc bán tận nguồn, ở Việt Nam mình nói là như vậy. Thay vì mình phải gửi ra những văn phòng nha sĩ gửi ra phòng lab á, thì nó xa và nó lâu. Cả 2-3 tuần mới trở lại được thì nó không ấy. Thành nên là ở chỗ này chúng em muốn Thêm muốn đó là trở thành là một cái mà cái chánh của dịch vụ đó. Còn cái dịch vụ thứ hai nãy Thêm nói là về vấn đề dạy các em học nghề, một cái nghề để giúp cho các em có một cái hướng đi và cũng như có một cái ngành nghề để làm ra tiền cho các em cho tương lai. Rồi cái trường học thì dĩ nhiên là có 2-3 cái trong đó nữa, vừa dạy làm răng cũng như vừa dạy cho các em làm phụ tá nha sĩ. Thì hai cái dịch vụ đó là Thêm muốn
giúp cho các em. Mà trong tương lai đó thì hy vọng là cái trường này có thể giúp cho những em ở trong nước nghèo khổ hay là những em muốn đi du học qua đây để mà các em có thể có một cái ngành nghề để thực tập, rồi mấy em có thể trở về nước hay là các em có thể tìm ra được một cái chỗ nào đó sinh sống hay là ở lại Mỹ để sinh sống. Thì cái đó là cái mà hoài bão của Tim cho tương lai, nhưng mà không biết được, hy vọng là mình làm phải việc thiện nhiều hơn thì cái hoài bão của mình mới thành sự thật anh ha. Thưa anh, khi nói về dịch vụ mà làm răng đó thì dĩ nhiên khi có tuổi rồi hoặc là mỗi tình trạng sức khỏe của mỗi người đó, thì răng có thể khác nhau. Tuy nhiên trong cái lần mà diễn hành Tết á thì em được biết anh tặng cái package mà gọi là implant đó anh. Thì cái điều đó nó đặc biệt như thế nào thưa anh? Dạ thưa, cái implant á thì thưa quý vị, thì hiện tại bây giờ về cái khâu implant á thì có như là những bác lớn tuổi á ăn cái răng á thì nó bị tháo láp á thì nó rớt ra, rớt xương, rớt vô. Tại vì cái xương răng nó teo. Cho nên là phải chồng implant. Thì ngày xưa đó là implant phải chồng nhiều cái. Bây giờ thì chỉ cần có chồng khoảng chừng 4 cái thôi thưa quý vị. 4 cái hoặc là 6 cái. Nhưng mà 4 cái là cái túi tiền vừa hợp túi tiền mình và vừa cho nó đủ 4 cái trụ răng ở cái trụ implant ở trong cái răng mình, để mình có một cái xương hàm tốt để mình nhai, mình không sợ rớt. Thì cái dịch vụ mà làm răng bây giờ đó là rất là thịnh hành là all on 4 hoặc là all on 6. Nhưng mà cũng có nhiều trường hợp chỉ có hai cái răng thôi thưa quý vị, hai cái implant thôi. Tại vì cái xương hàm của mình bị mất hết rồi. Nên chồng hai cái xương thôi thì nha sĩ có thể nhìn tùy theo trường hợp để khuyên cái người đó nên làm gì. Nhưng mà hai cái thì cũng đã đủ để cho gắn nguyên cái hàm lên, không rớt nữa mà nhai được đồ nữa. Wow, hay quá. Thưa anh, như vậy thì ở văn phòng Hồng Anh chỉ cần thí dụ một bệnh nhân nào đó và họ cần dịch vụ đó thì chỉ tới chỗ anh thôi, một chỗ thôi là có được cung cấp hết các dịch vụ đó đúng không ạ? Dạ thưa đúng, có thể tới để mà được đầy đủ cái đó, còn không thôi nữa chúng tôi vẫn có nhiều văn phòng các anh chị em khác. Cũng chồng cùng anh em với nhau trong lính ra. Thì quý vị không có chờ lâu, quý vị cũng không có giống như là phải ấy, tại vì chúng tôi có nhiều văn phòng để phục vụ cho quý vị. Cho nên là quý vị không có lo, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái thời gian và mình làm răng thì mình phải lựa cái loại material nó tốt. Thì material bây giờ nó gọi là silicone, thì quý vị nó có nhiều layer để làm ra những cái răng nó rất là trong và nó tự nhiên. Để cho mình có cái hàm răng đẹp mà tươi mà sáng. Hàm răng là cái nụ cười để thành công, cũng như hàm răng là cái sức khỏe cho mình để ăn uống nữa. Hàm răng mà đúng thì nó không có mùi hôi miệng nữa thưa quý vị. Rất có nhiều cái khía cạnh trong đó, cho nên là mỗi lần mình nở nụ cười lên tươi thì mình có thấy hơi hy vọng có tiền nó vào hay là sự thành công visit nó vào, mình tự tin, rất là tự tin. Sẵn đây hỏi anh luôn nè, khi mà nói tới implant á, thường cái giá cả đó anh em nghe cũng cao. Và nếu vậy thì ở đây như thế nào, và anh có cái chương trình trả góp thế này kia không? Dạ thưa có. Quý vị ơi, tại vì nếu mà chồng implant mình trả một lần thì rất là khó. Chỉ có một số quý vị đã biết là mình sẽ phải tốn tiền bao nhiêu thì mình mới để dành cả mấy chục ngàn. Nhưng mà ở đây có chương trình trả góp luôn, thì mình trồng bao nhiêu cái răng, mình trồng tới đâu mình trả tiền tới đó. Thì mình nói chung là mình có thể afford được cho mình có một cái hàm răng. Tuyệt vời quá. Cảm ơn anh Thêm, một cái chương trình rất là đặc biệt dành cho đồng hương. Thưa quý vị, bản thân anh Thêm đây cũng như là đội ngũ hợp tác của anh hiện tại giờ, tất cả là những anh lính, những người mà đã không có quản ngại sự hy sinh của bản thân mình để phục vụ ở trong lính Hoa Kỳ, rồi bây giờ ra là phục vụ lại cộng đồng. Hy vọng rằng với những ước nguyện của anh, đem cái kiến thức của anh, đem cái tài của các anh để mà phục vụ cộng đồng thì cũng sẽ được nhiều đồng hương ủng hộ. Thưa anh. Dạ, xin cảm ơn anh Dũng đã tới thăm tụi em. Bây giờ thì chắc anh Thiên có thể dẫn đi một vòng cái chỗ mà gọi là anh training gì đấy, tùy theo anh nha. Thì ở đây thưa quý vị, ở đây là cái văn phòng của Thiên. Mỗi lần mà Thiên cần phải đưa cho khách hàng coi những cái răng thưa quý vị, thì có những cái răng chân implant thưa quý vị. Thì cái chân implant mình có mấy phần đó quý vị ha, quý vị đều biết rồi. Cái răng thì có chân implant này thưa quý vị ha. Thì cái lúc mà nhổ răng rất quan trọng. Có đôi lúc mà nha sĩ hay là những người làm cho văn phòng nha sĩ mà lỡ bận rộn quá quên, hay là lúc đó mình nghèo mình không có tiền, thì mình nên nhớ là mình nên đắp xương thưa quý vị. Lúc đắp mà nhổ răng ra là tại sao đắp xương? Thì đắp xương á, nó chống đi cái phần mất xương này nè thưa quý vị, như cái nướu nè. Cái nướu là hai cái nướu này, cái răng nó vẫn còn thì hai cái nướu nó cao. Tại sao chỗ này cái implant nó bị mất xương? Thì cái mất xương thì cái thịt của cái xương nó không có dày. Thì cái thịt nó không dày á thì nó sẽ làm cho cái chân implant của mình sau này rất là khó khăn.
Mình muốn trồng thì mình cũng không trồng được, thành ra nên mình phải đắp xương, tốn chỉ có 200 đồng thôi hay là 300 đồng thôi tùy theo chỗ. Quý vị có thể xin nói với nha sĩ của mình ở ngay chỗ mà trồng răng đó, mình nói mình muốn đắp cái xương hay là khuyên cho mình thì có cần đắp xương sao. Tại vì nếu mà muốn có sau này mình mà không đắp á, mà mình muốn trồng cái cây implant này á cũng không trồng được nữa thưa quý vị. Tại vì cái răng xương cái, nó mỏng quá rồi, xương nó mỏng tại vì nó mất cái xương, mất cái răng rồi thì xương nó bị lủng xuống. Thì mình không có trồng được cây implant thì coi như là giấc mơ của mình cũng khó. Rồi mình mà làm cầu răng đi, thí dụ mình làm cầu răng là cầu 3 đi, thì cái chỗ này nó vẫn hõm xuống. Nó hõm xuống thì thịt đồ ăn nó nhét vô chỗ này thì nó sẽ bị hôi thối cái miệng mình, nó thiếu tự tin, nó lòi cái răng ra, nó yếu đi. Thì cái đó nó rất là quan trọng cho cái sự trồng implant về thẩm mỹ ha thưa quý vị. Thì ở đây cũng có tháo láp hay là những cái này kia thì chúng em cho ở đây những cái model như vậy đây. Thí dụ như cái này. Trước khi mà làm một cái hàm răng, làm răng thì phải làm những cái wax up như vậy. Thì những cái wax up là như là những cái mà giống như mình build cái nhà. Cái nhà mà trước khi mình build cái nhà đó anh, mình có bản vẽ thấy không? Mình có bản vẽ, nhưng mà mình vẽ làm sao trên cái bản vẽ mà mình làm ra được một cái model nhỏ của một cái trên cái diện tích nhỏ thôi, trên cái tray thôi, nhưng mà làm cái nhà nhỏ ở trên đó cho người ta nhìn thấy cái nhà làm sao á thì nó biết là cái nhà thật của người ta xây sẽ giống như vậy. Thì cái này cũng vậy thưa quý vị, cái răng này cũng vậy, muốn làm cho nó đẹp cái chiều dài bao nhiêu, những cái khớp cắn nó có dính chính xác hay không, hay là nó hở đó, thì nó quan trọng những cái chỗ này. Mình phải tốn thời gian quá, nha sĩ ở đây rất là training rất là tốt luôn. Phải làm cho nó đẹp, với lại cái răng lúc mình tốn tiền mình làm về thẩm mỹ đó thì nó quan trọng nhất là cái nụ cười và cái màu răng. Thì chỉ cần cười hơi thôi thì mình đã thấy cái răng nó hở ra rồi thưa quý vị. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là răng của mình tốn tiền một lần thôi, nhưng mà cái răng mình nó hở ra cười hơi, có nghĩa là mình trẻ. Mình đi ra đường mình gặp người ta hơi vậy thôi là mình đã cười giống như trẻ rồi. Già bao nhiêu tuổi mà cứ hở răng chút xíu là thấy trẻ rồi. Còn nếu mà răng của quý vị hay là có cái răng mà mình không biết làm hay làm không đúng đó, thì cái răng nó ngắn lại có nghĩa là cái môi mình nó sẽ đóng lại thì cái răng nó không hở ra. Thì mình phải cười thật lớn đó, thì nó mới đưa cái răng ra. Thành ra cái đó là những cái mà rất quan trọng cho bên cái ngành thẩm mỹ. Để ý chút xíu về những cái chuyện đó thì mình tại sao người ta tốn tiền, mà tại sao một người hai người đều đi làm răng đẹp hết, mà một người thì làm nha sĩ này, người nha sĩ kia, người khéo tay thì làm đẹp, người không làm đẹp, là tại vì những nha sĩ đó để ý vào những cái vấn đề đó thưa quý vị. Thì cái đó nó rất quan trọng, thì làm sao mình có những cái mẫu trước để cho bệnh nhân coi thì họ sẽ thấy họ happy, họ biết là anh làm như vậy có nghĩa là anh hứa với tôi là cái răng của tôi giống như vậy. Chứ không phải như là mình ra mình cứ làm đại xong người ta lúc đó nó lúc đầu tôi đâu tôi nghĩ là như vậy, đúng phải không? Thành ra nên cái này cũng giống như cái lời hứa vậy đó. Nhìn thấy cái răng này tôi đẹp hay tôi kiểu này được phải không, chế răng khỉnh nữa này kia, mai mốt chắc mình nện cái hộp xoàn của mình chị Mali, mình gắn cái hộp xoàn của chị Mali ở trong cái răng này luôn cho quý vị, design cho quý vị có nở nụ cười, nó cười có cái ánh đèn mà chiếu vô cái hộp xoàn nó chiếu lấp lánh. Quý vị hấp dẫn, quý vị thực ra là tưởng rằng làm răng đó là giống như để cho ăn đồ ăn được, thay răng này nọ thôi, nhưng mà ở đây là anh thêm còn hơn một bước nữa là làm gì giống như răng thẩm mỹ, như anh thêm nói có thể gắn răng khểnh hoặc là gắn thêm gọi là hộp xoàn giữa tiệm vàng Miley này kia. Thì mình phải nghĩ ra những cái mà nó hay hơn để cho những quý vị mà đã tốn tiền rồi, tại sao không làm cho mình đẹp hơn nữa chứ. Tại sao tốn tiền là chỉ có làm cho ăn được thôi. Không những ăn được, cắn cho nó không có đau mà không có buốt, không có tê. Mà mình happy cái răng của mình vừa răng trắng đẹp mà khỏe, tự tin là chỗ đó đó. Quý vị nghe điều này quý vị có thấy hấp dẫn hay không? Nếu hấp dẫn, nếu quan tâm tới thì tiếng số điện thoại của anh Thiêm thì cũng có để dưới màn hình đó, quý vị cứ gọi vào cho anh Thiêm nha. Dạ vâng, kính thưa quý vị khán giả, đây là một chiếc xe mà có thể nói rằng nó giống như là một cái văn phòng lưu động về nha khoa của anh Thiêm, thưa quý vị. Bây giờ thì tôi sẽ đi ra phía trước. Bây giờ quý vị nhìn thấy nó là RV thì sao? Thường thường là những cái xe này là người ta sẽ đi camping á, đi xa và cả gia đình đi luôn á, tại vì cái xe này nó có thể làm lớn ra, rồi thì là phía trên nè nó có thể làm những cái mái che, nói chung là dùng để mà đi chơi, đi camping rất là tiện. Và tuy nhiên thì được biết cái văn phòng của anh Thiêm á, anh dùng cái xe này để thành một cái dịch vụ
đó là lưu động, chữa dịch vụ về về dental, về làm răng á, là lưu động của quý vị. Và một chút xíu nữa thì Tiến Dũng sẽ nhờ anh Thêm sẽ nói về chiếc xe này, giới thiệu về xe này cho quý vị nghe nha. Kính thưa quý vị ơi, ông Trần Dần á nãy giờ vừa khám răng ra xong và đúng ra đi về, nhưng mà thấy mấy cô gọi là y tá ở đây đó, ông muốn giúp mấy cổ coi về chữ ký tí xíu nè, mời quý vị theo dõi nha. Rồi bây giờ hiện tại là chữ ký của em là tiết viên là tên Mỹ. Dạ. Nhưng mà em chọn số 283. Dạ. Là số như vậy em nên nhớ là cái chữ ký của em như vậy, chỉ cần chữ ký cần về sau để lên một chút xíu là chữ ký em vẫn là ok, không cần đổi. Dạ. Hiểu không? Ý nào còn cái số 283 anh phải coi về coi cái quẻ thông minh thằng số nó sẽ điện thoại cho anh biết trước. Dạ. Chữ ký hiện tại bây giờ là tiếng Việt em không đổi. Dạ. Em vẫn giữ chữ ký này. Dạ. Một bài sau đã lên chút xíu. Dạ. Well and win. Em biết tại sao vậy không? Chữ Vũ này nó chữ ở đây nó chỉ có tập du và có phần nữa. Dạ. Tập du là gì? Tập du là well and win, phải giàu và thắng lợi. Dạ. Mấy mốt giàu đừng quên chú nha. Dạ. Rồi. Dạ. Chết rồi. Dạ. 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 Con ra đời á, con chân bạn, con giường bạn. Có nói lại chứ không? À bây giờ có, yes, no nha. Đừng có để ổng. Đúng không? Dạ. Ra đời con có nhiều cái may mắn lắm. Dạ. Con già coi bế nhân giúp đỡ. Dạ. Đúng không? Dạ đúng. Nói luôn. Con có cái trực giác mạnh lắm, con nói rồi nghe. Dạ. Trực giác biết con biết là gì không? Trực giác á. Trực giác dạ. Con nói rồi nghe. Dạ. Ở xuống mặt đi coi cái mặt luôn. Cười đó. Tướng coi là tướng mệnh phụ à. Dạ. Mệnh phụ. Biết mệnh phụ không? Mệnh phụ là sao chú? Trời đất ơi. Mệnh phụ là con lấy ít nhất là cũng phải tỉnh dưỡng là thống đốc á. Đó, chồng chị là sang cả lắm đó. Và vị thế cao trong xã hội đó. Cái đó không biết tương lai. Dạ. Nhưng mà con già, con có cái feeling, con nghĩ sao là trúng vậy? Vậy hả trúng? Có không? Dạ. Có nữa con dạ, nói dạ, là dạ, nói dạ. Sao, dạ. Nói đi. À, sao? Dạ con ngẫm nghĩ chứ. Cho ngẫm nghĩ dạ. Đi. Dạ. Với con không kết ai thôi, kết là con không có tha người đó đâu. Dạ. Dạ. Có không? Đúng rồi, có con kỹ thôi. Phải nói, nói cho nó chậm cho em, con có gì nói. Con nghe, con biết đúng hay thật dạ. Con phải nói dếm dạ, đi thôi. Dạ, vậy hả chú? Nói gì? Thấy không? Rồi con nên nhớ là tiếng dạ. Viên đứng con tướng mệnh phụ. Mệnh phụ. Ờ. Biết mệnh phụ phu nhân không? Phu nhân á. Giống như vợ bà Tổng đốc. Sao tỉnh dữ nha. Dạ, dạ, dạ. Mà trước mệnh phụ có thể nói là bà bác sĩ nha. Dạ. Hay bà nha sĩ. Dạ. Giàu sang có tiền. Tướng mệnh phụ. Dạ. Đây, nó biểu hiện cho con, cặp mắt con coi gì chưa? Ly mà liều lắm. Ly mà liều đó. Có ai đừng có nói ly con kết ai cái là con kết tới bến luôn. À. Con không khi nào chịu thua hết nha, mình đến ấp, có không? Dạ dạ đúng. Đó. Em bây giờ xác nhận cho bao nhiêu điểm? Dạ đúng. Nói bao nhiêu giờ điểm? Bây giờ là chị nè, chị xác nhận là 8 điểm. Ồ, 8 điểm là 80% đó. Dạ. Cho em biết số 2. Cổng bên thằng số phải không? Dạ. Rồi. À. Đây. Đỡ mặt ra chứ nào. Sao bà này đẹp như này chợ. Năm nay nhiêu tuổi vậy? Dạ 32. 32 có chồng chưa? Từng có. Hả? Từng có. Từng có là bây giờ chưa có. Dạ. Được hả? Hơi căng thẳng ông Trần Dần. Con em chơi bạn em cũng nhường bạn, em không muốn, không phải là hơn vui với bạn em biết không? Yeah. Em chơi bạn thì dù em biết cái người đó vậy em nhường chứ không phải là ngu. Yeah. Cái nhường khác không phải là ngu nha. Với em ra đời á, khi trên vấn đề mà trên vấn đề tình yêu mạnh lắm. Mạnh lắm, mạnh sao chú? Em phải hiểu chứ, anh nói gì phải hiểu. Yếu em không chịu, yếu em không chịu nha. Có không? Có. Có. Em nói cho nó luôn á. Cái gì có mình nên nói chứ. Nhìn trẻ có bất kỳ vậy.
Hình này đẹp, nhỏ này đẹp nha. Ai nói xấu đâu. Ừ, nó đẹp thiệt á. Cái lúc cái em ra nói, em có cái phan nó nói lại nghe. Có cái phầu ở quân này nói lại nghe. Không? Đưa cái dáng cái tóc lên. Cũng thông minh lắm chứ. Lỗ tai cũng giàu lắm, cũng nghèo lắm nha. Trời, lỗ tai có chút vui vậy. Cái gì đặc biệt không không? Thúc lại lại. Hả? Có hút rồi có gì đặc biệt không? Đặc biệt chứ. Sau này em mua nhà là nhà ít nhất cũng nặng bo lắm mà. Có tài sản. Nhưng chưa có. Bây giờ chưa có nhưng mà sau này có chồng sẽ có. Ủa sao lại có chồng rồi vậy? Em có chồng thì em không bị ế đâu. Vậy là không bị ế thôi chú. Trời ơi, em tại giờ mới xin lỗi chứ em đâu có muốn đâu. Vậy đó hả? Bà này bà không muốn. Khó lắm hả? Bà không phải bà khó nhưng mà bây giờ bà cũng có kinh nghiệm rồi. Bà thấy nào mà mấy nào hứa không rồi họ bảo chịu rồi. Hứa rồi. Rồi. Mỹ, tụi nó hay hứa lắm. Bây giờ con phải muốn thực tế rồi. Đúng không? Đó. Có biết chừng nào có chồng là không chú? Bảo đảm còn không muốn con nữa. Xong ngay, tụi nhỏ xíu. Trời ơi, có chồng cái gì? Có sẽ có chồng, thì nhỏ xíu. Rồi, thì bây giờ muốn, bây giờ con, về chú sẽ coi cho con là chuyện nào con có chồng. Dạ. Chuyện nào có chồng, con chọn cho ấy. Chị chữ ký nào đâu, dạ. Chữ ký này của em phải không? Chữ ký của con bây giờ đổi lại nét thôi, không cần đổi nhiều. Dạ. Chữ ký con đưa nói cho con nghe luôn. Đâu là cái dứt vậy đó. Chữ ký coi. Thấy cá mập không? Cá mập nè. Con biết cá mập không? Cái quay của nó. Cái biểu tượng là con cá mập. Cái đầu con cá mập đấy. Đầu cá mập nè, con nhớ ở đây cũng có tham vọng nữa nè. Là thần tài đi theo là con là tất nhiên sẽ thành công. Nhưng mà con nên nhớ ở đây có chữ tập vô ở đây nè. Con thấy không? Well and win. Vào mà con ký có nhiêu đây không được rồi. Con phải ký chữ đá lên đây cho chú. Thấy không? Bỏ cái gạch đít. Tại sao gạch đít? Để cho con lo. Có tiền con lo. Bây giờ con bỏ cái gạch đít. Con theo cái chữ ký này con ký lại. Bây giờ hiện tại cái nét này nè. Cái bỏ cái gạch này. Con ký ngang lại. Con biết ký ngang không? Rồi. Ta, rồi bây giờ đưa dưới ra đàng hoàng đừng để thầy mang tiếng nha. Từ từ không được nè. Ký ngang nha, ký ngang là ký ngang ở đây nè, không ký chữ ký này không ký lên được, còn ký chữ ký được lên chốc. Dạ phải ký ngang, ký ngang từ từ tập đi con, đừng có nóng. Chữ ký cả đời mà. Chữ ký là bút ký của đời người nha. Đó, chưa. Từ gặp nó là lo à, dần 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 cho nó ngang luôn hả? Con phải từ từ con tập chứ con đừng có nóng. Ngang rồi chưa chú? Bây giờ cái chữ ký này bắt đầu ngang rồi nè. Nhưng mà con phải tạm lại, con tạm lại ở về sau cái chữ well này. Con phải thành cái chữ well and win. Cho nó nói lại. Cho nó nói lại, con từ từ ký đi đừng có nóng trời. Mấy con vào đừng quên chú nha. Nhất là có chồng sớm á, đừng quên chú. Con ký tay lại được không? Từ từ, con từ từ. Con quen cái tay á rồi. Đó, từ từ rồi được rồi đó. Cứ nới dòng ra. Thấy không? Cái chữ tập vô này thôi. Ở ngoài sau con nên nhớ chữ que bình viên chứ không phải là cái chữ này. Dạ. Con thấy không? Nên chữ kiến bên giờ cái này là cả cuộc đời nha con. Thấy không? Ở ngoài sau con thể thành cái chữ tập vô. Well and win là cái biểu tượng cho gì? Giàu là thắng lợi. Dạ. Con từ từ cũng tập đi. Dạ rồi, con tập. Tập rồi, phải đưa lại cho chú. Dạ. Phải gửi lại cho chú à. Gửi lại cho chú cái khác hả? Trời, gửi cho chú chắc con thấy không? Nãy giờ con thấy đâu có đơn giản như con nghĩ gì. Dạ. Mấy chục năm mà con phải lựa mấy chục năm không có tập được cái mới. Con không công nhận đâu, chứ đâu phải là việc muốn được đâu. Dạ đúng rồi. Tham vọng lớn. Tham vọng lớn nhưng mà chuyện ký lên dốc là tất nhiên tại giờ con không có nhà này chỗ đó. Lên dốc. Con bây giờ con ký ngang là ba tham vọng mà bị khó thì cứ leo dốc. Cứ lên dốc là tại con lên con lái xe lên dốc con chịu nổi không? Rồi con hiểu rồi. Rồi bây giờ hiểu là tốt rồi. Mà nãy giờ nói cho bao nhiêu điểm thì quan trọng nhất con cho điểm, cho chú điểm bao nhiêu điểm được á. Dạ 9 trên 10. À. 9 trên 10 luôn. Trần dần có 9 trên 10 phải không? Dạ vâng. À, cảm ơn chú. Đó, là mới chỉ coi chữ ký thôi nha.
Ông Trần Trần còn coi chị Khổng Minh thần số nữa. Dạ, chú còn ở đây mấy lần mà lần sau chú lại con cho chú coi. nhưng mà chú sẽ nói vấn đề của mẹ Khổng Minh coi sinh 127 này phải không? Dạ. Nói cho con biết. Thì năm năm sinh của con. Đúng rồi. Rồi, dạ. Rồi, đừng lo. Cảm ơn chú. Nhưng mà nãy giờ cho 9 điểm phải không? Dạ. Ok, nhưng mà con là sẽ thành công. Dạ. Ok. Trời, tối nay ngủ ngon rồi đó. Mày nói cho 9 điểm không? Dạ vâng. Ok. Rồi. Hôm nay ông Trần Trần vô tiệm của anh Thiêm Đỗ. Nãy giờ coi qua hai cái cô xích sành ở đây. Một người cho ông Trần Trần là 8 điểm. Một người cho là 9 điểm. Sau pha mà nếu mà tính theo mà cộng lại mấy con số đó là điểm tốt không á? Sao cái đó chuyện lễ duyên mấy cô thấy thật. Nhưng mà điều hồi nãy ông vô mà ông gặp ông Thiêm á, tại sao mà ông có cảm hứng để mà ông bóc coi tay ở ngoài đường luôn vậy? Tại giờ hứng rồi coi thôi. Rồi ông nghĩ rằng những cái mà ý ông nói ra như vậy là từ ở trong miệng ông ra hay là từ ai khiến ông vậy? Không, cái đó là mình cái kinh nghiệm cho mình cho biết đó. Mình coi cái chỉ tay kinh nghiệm mình biết như thế nào vậy. Hồi nãy em coi anh Thiêm mà anh cũng sợ lắm á. Coi sao trúng quá. Trúng quá à? Cho 10 điểm hả? Cho 10 điểm luôn rồi. Chỉ là qua bữa nay ra là 10 điểm, 8 điểm, 9 điểm là dạ, quá trời. Nãy giờ hai cô thư ký đây là mê rồi đó. Dạ. Hai cô thư ký đây cũng số hên á, làm đây. Thêm ở đây á anh Thêm làm việc thêm tất cả những người làm việc chung với Thiêm là giống như một gia đình. Cũng như là mình làm việc chung với ai đó, mình muốn người ta cái tâm người ta phải lo cho những người bệnh nhân. Mình mới làm, còn có một số người Thiêm nghĩ là không có hợp á. Thì Thiêm cũng không có dám mời người ta làm việc chung với mình. Tại vì cái quan trọng nhất là gì, là cái người khách hàng người ta happy thì mình mới làm việc được. Chứ còn nếu mà khách hàng không happy, cứ làm lâu lâu khách lại chửi hoài thì thôi thà là thôi đừng làm ngành nào, cái ngành nào cũng vậy hết. Mình để cho người ta la mình, người ta không hài lòng thì khó khăn. Tôi cũng xác nhận cho quý vị biết đó, tôi coi 4 ông tổng thống Tom Jim Wood cũng phải đổi chữ ký, kể cả tổng thống Barack Obama cũng phải đổi chữ ký, kể cả Donald Trump cũng phải theo đề nghị của đổi chữ ký. Chỉ có duy nhất ông Joe Biden tôi kêu ông giữ, và tôi đã nói với ông một câu, ông phải làm chuyện từ thiện. Thì từ thiện thì cái ông, bởi vì ông số 46 là ông bù. Trời ơi, 46 ông bù. Tôi kêu ông phải làm chuyện từ thiện. Hồi nãy coi 57 hả? Ông 57 khác. 57. Cái ông phun sao ông số bù. Tôi phiên ông phải làm chuyện từ thiện. Nên bây giờ á, ổng dứt là tất nhiên quý trọng rồi. Tôi kêu ông làm chuyện từ thiện mà cái đó là ổng sẽ tốt cho ổng. Rồi bây giờ còn vài phút em mời anh Thiêm nói về một chút xíu về kỹ thuật riêng của anh nha. Thưa quý vị, thì cái lúc mà nha sĩ lấy cái dấu hàm răng của mình á thì nó sẽ có những cái dấu hàm răng như vậy. Thì những cái hàm răng mà đã mài ra những cái nhỏ như vậy để mình làm ra những cái răng ấy đó thì sẽ chế ra được những cái này để chùm lên thưa quý vị ha. Thì bây giờ nói qua sơ qua cái thủ tục của ấy ha. Thì cái miếng này á, cái miếng này là những cái miếng mà để chế ra cho cái máy này nè thưa quý vị. Cái máy này là cái máy mà nó chế ra những cái răng cho quý vị sau khi lấy cái dấu răng hồi nãy đưa qua trong computer nó bắt đầu nó mới gửi cái design qua. Thì vô trong này ra quý vị, thì cái máy này là cái máy mà nó sẽ chế ra những cái này cho mình. Thì nó cắt ra những cái thành phần về cái răng của mình như vậy. Thì tại chỗ luôn ha. Làm tại chỗ lấy liền trong ngày thì đó, những cái layer này nè. Là những cái mà những cái như vậy. Là thì nó cắt ra cái đó là mình xài luôn đó anh hả? Dạ thưa, nó cắt ra như vậy nè. Đó, thấy không? Thấy rồi. Dạ, nó cắt ra như vậy. Thì là những cái răng của mình ở trong này nè đó quý vị, nó cắt ra. Dạ thì đó, thì nó cắt ra xong rồi đó. Thì ở đây á anh cho qua bên cái máy, hai cái máy sấy. Thì cái máy sấy này á, mình có thể sấy bằng máy sấy này hoặc là máy sấy này để cho ra những cái răng mà nó được được cứng. Thì bây giờ cái máy này nè thưa quý vị. Cái máy này thì những cái máy này á, mình sẽ cho vô những cái răng đó vô trong này ha. Thì đó, mình sẽ bỏ vào cái máy này thì nó hít. Thì nó cho lên để hít thì cái nó sẽ tạo ra cho mình những cái răng. Hay đó. Quá. Rất cảm ơn anh Thiêm, sẵn đây là lần đầu tiên mà em biết được cái quy trình mà làm cái răng như vậy đó. Mình nghĩ rằng trên khán giả họ cũng rất là nhiều người lần đầu tiên được biết cái điều này nữa. Hay quá.
Thì đó, những cái răng này nó rất tốt quý vị. Cái răng này là dạng zirconia. Cái dạng này là dạng giống kim cương, gia đình của kim cương đá quý gì đó. Wow, wow. Thì nó rất là cứng. Mình gắn vào cái răng mình thì thêm có mấy cái răng ở trong này cũng vậy đó. Thì ăn nhai thì rất là giống như răng thiệt của mình không có cảm giác gì răng ở ngoài. Thì nhai rất là cứng, mình thoải mái. Thành ra như hồi nãy anh nói ngay từ đầu là cái thể giá cả nó khác nhau, là do cái material, có phải là đó là những vừa material mà vừa là mình chế ở tại trong nhà. Thì lấy liền trong vòng mấy tiếng đồng hồ, thí dụ vậy, thì có những cái răng để mình làm liền hoặc là thời gian ngắn hơn, rồi cái giá cả hay là những cái mà material mình lựa là tốt nhất để mình làm răng cho quý vị, là răng loại tốt nhất, tại mình làm trong nhà mà mình đâu có trả ai đâu, thì không cần phải mua loại dởm, mình mua loại tốt nhất để làm chi, để cho quý vị xài lâu 10 năm 20 năm để sau này mình mới có được cái sự hài lòng về cái chỗ mình đi làm răng. Quá tuyệt vời. Dạ vâng, kính thưa quý vị khán giả, đây là chiếc xe gọi là AV Dental Mobile, đó là cái văn phòng về nha khoa mà lưu động, kính thưa quý vị, của anh Thiêm đây. Nhìn bên ngoài thì có vẻ là không có gì đặc biệt lắm, tuy nhiên hồi nãy Tiến Dũng bước lên trên đó, thì bên trong quả là rất là nhiều điều bất ngờ. Và bây giờ thì Tiến Dũng sẽ kính mời quý vị cùng Tiến Dũng lên trên xe này để nhờ anh Thiêm thể nói về chi tiết những cái detail bên trong xe quý vị. Rồi mời quý vị vào trong này. Cái đây nó gọi là mobile dental. Anh ấy đi hồi thêm muốn thì thêm mở lên cho, bây giờ thêm chạy lên chút cho anh ấy ha. Thêm bung ra hai bên cũng được nữa. Nhưng mà giờ anh cứ ngồi đi, thêm chạy lên thôi. Okay. Đóng cái này cái là chạy lên. Rồi. Để cho mình có cái cục trước á. Rồi bắt đầu. Có cảm giác lên xe này chưa bao giờ? Chưa hả? Xe này đi ra biển là thôi á, ở ngoài đó luôn, đã luôn á. Quý vị ơi, quý vị nhìn thấy nè, hiện tại bây giờ là anh Thiêm đang điều khiển cho cái room này nó rộng hơn á. Rất là bất ngờ. Trong xe này có thể extend rộng ra được, bề rộng nha quý vị, rộng chứ không phải là cao. Wow. Wow, lớn quá. Rồi thêm. Dạ, rồi thêm cái này nữa để ấy luôn là. Đó. Như cái này đó. Cái này á là cái cầu thang. Cái này là cái cầu thang lên xuống cho những người handicap. Thì trong cái thời gian mà cái pandemic đó thưa quý vị, thời gian pandemic đó thì có rất là nhiều người lớn ở trong hospital hay là những cái nơi mà dưỡng lão không có cơ hội đi làm răng, cho nên là anh em chúng tôi có những cái tâm muốn phục vụ, cho nên mới có ý nghĩ ra xe này để mà đi tới nơi từng nơi để mà giúp cho quý vị đó. Anh Thiêm, thực ra mà nói đây là lần đầu tiên mà Tiến Dũng có nhìn thấy một cái xe gọi là dental mobile nó như vậy đó. Rất là lạ. Thưa anh, như vậy thì ở Mỹ họ có những cái xe như vậy lâu chưa, hay là anh tại sao anh có ý tưởng này? Dạ thưa anh, cái ý tưởng này cũng ra là do từ trong lính ra, giống như những anh em ở trong lính như Navy thì là có những cái chiến hạm, hay là ở trong bên không quân thì có những chiếc máy bay, thì hay trong Army thì cũng có những cái chiếc xe truck rất là lớn, thì những cái xe truck đó nó có những cái hospital ở trong, có đầy đủ equipment hết luôn, những dụng cụ y khoa đều load lên trong cái xe đó hoặc là chiếc tàu đó, cho nên là mình đi tới tiểu bang nào, nước nào trên thế giới cũng làm được. Hay quá. Thì cái ý tưởng lớn đó mình trở lại mình tạo thành một cái ý tưởng nhỏ để mà đem về để phục vụ cộng đồng, thì cái lý do đó là tại cũng có là một cái tâm mà muốn phục vụ, cho nên là mới hiện ra cái xe này thưa anh. Một cái điều nữa là đây là một cái xe AV, là khi mình chế thành mình bị cải tiến thành một cái gọi là dental office mà lưu động như vậy nè anh. Dạ. Thì về giấy phép, về equipment thì sao anh, nó bị khó khăn nhiều không? Dạ thưa, cái mà họ muốn á là mình phải có cái ghế này thưa quý vị, cái cầu thang, cái lift gate. Dạ, cái này cái lift gate là phải có thể để đưa xuống cho những người handicap có thể lên xuống được. Dạ. Thì hạ xuống để đưa những người handicap lên, giống như là một cái building nào đó. Dạ. Đều phải có cầu thang máy. Dạ, dạ vâng. Anh hiểu không? Có cái cầu thang bước lên, nhưng mà phải có cầu thang máy, tại vì có những người ở trên wheelchair thì không làm được, cho nên cái đó là một cái những cái require rất là lớn. Dạ. 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 Rồi. Cái xe này thì có một cái ghế thôi thưa quý vị, thì cái ghế đó nó nằm ở trong này.
nó cần đòi hỏi có một cái máy gọi là máy clean những cái dụng cụ y khoa. Dạ. Yeah. Dạ, và những cái ống để mà hít thở không khí cho quý vị lỡ mà có bị kẹt bị tim hay này kia rồi đó ha. Dạ. Yeah. Thì trong những cái ghế ở đây thì có những cái đèn đầy đủ, wow, những cái mô bộ ở đây để làm một có thể bác sĩ nha sĩ có thể ở đây giúp cho một bệnh nhân để mà ấy để mà làm cái emergency, những cái case emergency có thể làm tại đây thay vì đi về đi lại từ ở nursing home đi lại phòng nha. Dạ. Dạ thì cái này là cái ý tưởng mà hồi xưa đã giúp cho quý vị trong thời gian pandemic. Dạ. Vâng, kính thưa quý vị, một lần nữa Tiến Dũng và anh Thiêm đang ở trên xe RV mà gọi là dental mobile đó quý vị, chứ không phải là trong office bình thường đó quý vị. Nhưng mà cách bài trí cũng như là cái rộng của nơi đây cứ tưởng là một cái văn phòng bên trong ở dưới đất không, dạ, mà chứ không phải là cũng như một cái phòng đâu. Dạ mà cái này nó có thể, dạ, nó rộng hơn một cái phòng có một ghế. Dạ, dạ, nó đầy đủ hết luôn, từ cái dụng cụ y khoa trong những cái cabinet này là đều có. Wow, wow. Cái này hết thưa quý vị, thành ra nên là tất cả những vật dụng đều làm cho những dụng cụ y khoa đều store trong này khi nào cần á. Dạ, rất là đặc biệt thưa quý vị, như dạ, hồi nãy anh Thiêm nói đó, đây là ý tưởng mà từ khi anh đi lính rồi anh giờ áp dụng cái những ý tưởng như cái hay của khi là đi lính đó thì thành ra ngoài đời và anh áp dụng điều đó để phục vụ cho xã hội ngoài này kính thưa quý vị. Thiệt là hay nha, 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 đầy đủ hết, đầy đủ hết. Dạ. Dạ. Có phòng khách, có những cái tivi để cho quý vị coi, thí dụ vậy, yeah, coi để ngồi chờ đợi, thí dụ vậy, có người nhà muốn lên coi thì cũng ấy được luôn anh. Dạ, yeah, yeah, tuyệt vời, tuyệt vời. Dạ. Rồi, cảm ơn anh Thiêm rất nhiều. Dạ, dạ, em đi xuống phim quay phía ngoài nha. Dạ, yeah, yeah, ok. Yeah. Kính thưa quý vị khán giả, văn phòng anh Thiêm Đỗ ngoài cái chuyện mà thắt khe răng cũng như là mới răng cho mọi người, ngoài ra anh còn một cái dịch vụ đặc biệt nữa mà bây giờ có anh ở đây cũng hỏi anh luôn nha. Thưa anh Thiêm, về dịch vụ mà làm răng ở văn phòng anh đó, những cái dịch vụ đặc biệt gì ngoài cái chuyện mà anh có xa vi, anh có thể chạy tới lui, anh có những phòng lab đặc biệt này nọ thì anh có thể chia sẻ với mọi người thưa anh. Dạ thì thưa anh, thì ngoài cái phòng lab mình làm liền răng tại chỗ đặc biệt cho những quý vị khách phương xa lại đó, thì khách phương xa lại thì người ta nhiều khi đi ra làm răng ha, để đi về nước này, nước Việt Nam, nước kia, hay là những cái chỗ lạ, những cái tiểu bang xa lại muốn ghé Cali chơi, muốn làm răng mà bây giờ không biết lo lắng sao chỗ ở, nơi ăn, chỗ ở, ai đưa đón, thì ở văn phòng Thiêm Đỗ nha, khoa phòng lab đều có những cái chương trình là giúp cho quý vị đưa đón quý vị từ ngoài phi trường về, và có luôn cả chương trình nhà hỗ trợ cho nhà ở, nơi ở giống như Airbnb vậy thưa quý vị, thì có nơi ăn chốn ở sạch sẽ, rất là sạch sẽ, thì trong thời gian qua quý vị ở những nơi đó rồi đi lại làm răng rồi được đi ăn uống những nhà hàng ở trong khu Việt Nam ở đây. Ủa, giống như khách VIP vậy? Dạ thì giống như VIP đó, thì đưa đón từ phi trường về nhà nơi nghỉ dưỡng rồi bắt đầu đưa đi ăn uống rồi trở lại chỗ phòng làm răng, xong rồi làm răng xong rồi quý vị về nhà nghỉ dưỡng rồi đi ra phi trường, thì cái dịch vụ mà ở đây Thiêm Đỗ nha khoa phòng lab sẽ mời quý vị để có một cái sự an tâm khi đến với chúng tôi để làm răng. Oh wow, dạ, nghe anh kể mà hấp dẫn ghê anh Thiêm ơi, nghĩa là một bệnh nhân từ phương xa tới nếu mà liên lạc với anh Thiêm thì sẽ được người đưa đón nè, rồi ngoài ra là về ngoài chuyện chăm sóc ra còn lo được chỗ ở, rồi cũng như là giới thiệu những món ăn đây này kia luôn nữa, dạ, giải trí luôn nữa. Xíu vậy ý tưởng này từ đâu thưa anh? Dạ thưa, thì từ cái tâm ra thưa anh, thì mình nghĩ lại thí dụ mình đi một cái nơi nào đó mình phải lo xuống phi trường, mình phải lo xe ở đâu đưa đón làm sao, lỡ mình muốn chỉ có một người thôi, thí dụ mình đi gia đình đó, thì mình có thể mướn chiếc xe mình đi được. Có nhiều khi mình muốn đi một mình thôi, mình làm răng, hay là muốn đi một mình đi chơi chỗ nào đó mà bây giờ mình lo sợ không có nơi ăn chốn ở, không có xe đưa đón, không biết cái khu đó nó ra làm sao, nhưng mà cái đó là mình làm cho sự an tâm, thì cái đó là do cái tấm lòng của Thiêm. Nghĩ cho những người cần những người khách mà để cần sự giúp đỡ thì an tâm hơn thưa anh. Kính thưa quý vị nghe thấy đó, nhất là quý vị ở tiểu bang khác mà nếu mà về miền Nam Cali đó, thì anh Thiêm ngoài cái chuyện mà làm răng đẹp cho quý vị mà kể như là anh thay cho thổ địa dùng này nữa, những món ăn ngon, những nhà hàng ngon thì bên anh Thiêm sẽ dẫn quý vị đi luôn. Như vậy một lần nữa anh nhắc số điện thoại của anh để như quý vị khán giả ở xa, đặc biệt là quý vị ở những tiểu bang khác về đó anh, thì có thể liên lạc qua số điện thoại một lần nữa. Dạ thưa, số điện thoại là 714-588-0209, một lần nữa là 714-588-0209. Nhưng mà quý vị mà có muốn đi ăn ấy thì quý vị cũng nhớ cho Thiêm đi ăn để ăn chung với quý vị nha, lựa nhà hàng ngon nhất nha. Hương Đồng Cỏ Nội rồi những nhà hàng món ăn rất là quê hương
ốc và lẩu là những cái món ăn rất là ngon thưa quý vị. Chỉ có California thì hầu như là có những món ăn tươi nhiều hơn. Wow, dạ. Mời quý vị. Rồi cảm ơn Tim. Chào vâng kính thưa quý vị khán giả, vừa rồi Tiến Dũng đã gửi đến quý vị khán giả những hình ảnh về văn phòng nha khoa của anh Tim Đỗ, một người từng là lính Hoa Kỳ gốc Việt Nam và bây giờ thì anh đã bước ra ngoài để phục vụ lại cộng đồng. Một lần nữa Tiến Dũng chân thành cảm ơn sự theo dõi quan tâm của quý vị. Và nếu quý vị có nhu cầu thì quý vị cứ liên lạc về số điện thoại của anh Tim Đỗ mà Tiến Dũng đã để dưới màn hình. Và cũng vậy hy vọng rằng qua cái chương trình này quý vị có nhiều góc độ khác hơn, hiểu biết nhiều hơn về vấn đề làm răng như thế nào. Một lần nữa rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Và bây giờ thì Tiến Dũng xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.